Có nuôi heo nái và mình bán heo con, anh chị cần heo con liên hệ với mình nha. Nở mang thích Vĩnh Long. Ngay xuống 4 bầy nha. Ngay tầm 9-10 kg. Ăn uống là rất là mạnh nha, mình mới tiêm ngừa, mới chích dịch tả cái nữa. Anh chị cần heo giống liên hệ mình nha, giống này đu thái dài đòn luôn. Anh chị cần heo con nuôi thịt heo giống liên hệ với mình nha, mình ở mang thích Vĩnh Long. Giao heo tới nhà cho anh chị luôn.